Vâng, em test cái con âm ly đèn ông ABC 1550 nhé, cho một anh khách ở Cẩm Phả nhé. Anh ấy đã đặt cái con này nhé, Cẩm Phả Quảng Ninh. Đây nhé, em đang test đường điện thoại này. Em test đường điện thoại đây nhé. Cho ngày mộng được. Ví dụ như quý vị chọn là CD nhé thì là ấn là in CD ở đây nhé. Ấn này. Cổng tuner, ấn cổng tuner này, CD cổng CD này. Đây, ví dụ như là em đang cắm CD nhá. Đây thì em cắm một cổng CD trên cùng này. Đấy, sau đó em chuyển ở trước cổng này nhá. Đấy. Em chuyển CD ở đây. Đấy, thế là nó chuyển sang CD rồi. Đây nha, loa đang lên hai loa đây. Một loa trái này. Và loa phải đây nhá. Đây. Ấn CD1 này. Thế hạ xuống cho em. Anh đâu có ngày đàn đấy, em đang thay hết cái loa bên kia xuống nhá. Con loa phải lên này. Được chưa? Bây giờ em thế này, nâng cái loa phải lên này. Em sẽ hát vô nhá. Xem một chuyển sang FL, FL vô này, FL là loa trái này, đúng không? Đời mình lên này. Xây ước mơ. Đây, đóng ở đây nhá. Cho ngày mong được nên thứ cuối cùng là tình. Đây, cái loa bên phải xuống này. Anh xin một đêm trăng trôi tìm đồng cho. Đấy, lúc này đèn loa này lên này, thấy không? Đó, hai bên chạy ok nhá. Đây, em đang cắm vào cổng này nhá. Đây. Đấy, canh lưu ý giúp em nhá. Là khi canh đấu dây loa nhá, em đã nói rất nhiều rồi, các clip nào em cũng nói. Đấy là khi canh đấu loa, hãy tắt âm ly đi, hãy rút điện ra. Đấy, để đảm bảo là sau khi mà đấu xong âm ly rồi hãng bật lên nhá. Đây ví dụ tắt đi này. Đấy. Và các anh đấu nhìn này, dây loa em lúc nào em phải về rất là kỹ. Em về rất là kỹ để cho không có một sợi tóc nào nó thừa ra ngoài. Đấy. Không nhìn thấy, quý vị anh có thể nhìn thấy là không hề có một sợi dây tóc nào thừa ra ngoài cả. Đấy, để đảm bảo là dây nó không chập vào nhau. Đấy, cái thứ hai là cắt dây nó vừa phải thôi. Đấy, đừng để cho các cái sợi dây nó thò ra ngoài quá. Đây mọi người nhìn này. Nó phải vừa đủ cắm ngập vào được. Nhưng mà cũng không bị thừa ra nhiều. Đấy. Và phải thắt thật chặt để tránh trường hợp chẳng may dây nó tụt. Máy dây tụt mà nó chập vào nhau nhá. Và để tránh cái trường hợp đấy nữa thì em đã phải buộc vào như này để cho nó hai lúc nào dây loa nó cũng tõe ra thì nó sẽ không bị hai cái đầu đây này này, lúc nào cũng tõe ra và nó sẽ không bị chập nhá. Đấy. Thì đấy là cái những cái nguyên tắc mà cơ bản nhất khi mà chúng ta đấu loa để cho tránh không bị chập nhá. Đấu dây loa và loa trước, sau đó mới đấu dây và âm đi nhá. Để tránh trường hợp bị chập cháy khi mà sử dụng. Và những cái lỗi chập cháy là em cũng xin lỗi luôn là bên em không hỗ trợ những cái trường hợp đấy nhá. Đấy, cái thứ hai là cắm điện 220V là cũng là lỗi mà bên em không hỗ trợ nhá. Cái này là điện 100V thì cắm đúng điện 100V nhá. Các anh nhiều người về là tiếc không muốn mua mà cái đổi nguồn mới, cắm luôn vào cái đổi nguồn mà điện 110 với điện 120 là bảo ui giời nó lên một tí thì chả sao. Cứ cắm vào được 3 bữa là nó cháy nhá, thì là đấy là trường hợp nữa là bên em sẽ không hỗ trợ. Phần cắm thứ nhất là cắm nhầm điện, cái thứ hai là cắm cháy công suất nhé. Đấy. Những trường hợp đấy bên em sẽ không hỗ trợ quý vị nhé. Quý vị lưu ý đây là đã là thuộc quyền sự quý vị rồi, quý vị dùng nó phải cẩn thận, không là đến lúc mà nó bị hỏng thì nó rất là phí nhé. Vâng, đây em sẽ bật lên trở lại này. Đây CD đúng không? Thì bây giờ em sẽ chuyển nó sang đường digital nhá. Digital nó sang đường DVD này. Đây đường digital nó là đường DVD và ABCD này. Và DVD-B này. Đấy. Mới ấn cái nút nào ấy. Ở đây. Đây đúng không? Ấn nút đây nhá. Này. In. Bấm vào đâu đấy nữa. Đây nó chuyển sang A21 rồi em nè, để auto đấy. Đấy, nhá.
input mode để auto nhá, để cho nó tự nhận đầu vào, đấy, không là chuyển sang nó không nhận đầu vào đâu. Đây, quý vị thấy không? Đấy, nó tự nhận đầu vào luôn, đấy nha. Đấy, in D bằng optical này, đấy. Rồi mai có ông sáng lỗi tiên em. Đây, bắt chép chính ở đây nha. Chép này. Dù mình cách xa nhau, đấy, em đừng nên lo sợ. Bát này. Sợ tình ta giang dở. Ok, hết nha. Dù đời lắm chắc. Đây, em sẽ để cho duyên để một lúc để quý vị nghe thử nhá. Em vẫn là đây, em đang sử dụng đường digital này. Đấy nhá. Ok nhá. Đây. Âm ly của anh đây nhá. Đây đằng sau đây. Và những cái âm ly này thì nó cũng chỉ có một chiếc một về thôi, nó không thể có chiếc thứ hai để mà trong quá trình đi mà các anh nói rằng nó bị đánh cháo hay cái gì cả đâu nhá. Đây. 106330408 62 là cái series của con âm ly này nhá. Ở dưới đây nó còn thêm một cái giấy gì đấy nữa của bên Nhật nó dán đây nữa này. 5013247 nhá. Đấy. Ok nhá. Đấy. Đây cắm dây công suất em đang cắm ở đây nhá. Đấy anh xem không? Đấy nha, tất cả đây. Em đều phải về rất là kỹ này, bởi vì đặc biệt ở phần này, đặc biệt là phần công suất này là phải về thật kỹ. Tại sao? Vì những cái sợi dây tóc nó mà thừa ra nó vắt sang đây mà phát mà chập ngay. Chập phát là nó xong luôn. Đấy nên em phải giúp cẩn thận đấy. Cắm rất là ngập vào đấy để đảm bảo nó không bị chập nhá. Đấy. Các anh nào ở nhà, các anh nào cẩn thận cho em nhá, kiểm tra kỹ càng trước khi cắm nhá. Đấy. Đây, ok nhá, thì bây giờ bên em sẽ thì anh đóng con âm ly này vào để còn chuyển đi cho anh nhá. Vâng, em xin chào quý vị, xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo bên em nhá.